Quý tử nhà Nguyệt Ánh chính thức xuất đầu lộ diện, đẹp trai và giống mẹ như đúc. Trước niềm hạnh phúc khi thấy con trai biết đi, Nguyệt Ánh đã quyết định khoe ảnh cận mặt cậu quý tử với người hâm mộ. Sau một thời gian dài chỉ chia sẻ hình ảnh không rõ mặt của cậu con trai, thì mới đây Nguyệt Ánh đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi quyết định khoe ảnh lộ diện của cậu bé quý tử lên trang cá nhân. Nhiều người không khỏi suýt xoa khi thấy diện mạo khấu khỉnh của con trai Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh chia sẻ đến giờ vẫn chưa ngủ được. Ngắm con ngủ, hôn trán con mà mẹ hạnh phúc vẫn còn lưng lưng. Hôm nay con đã biết đi. Những bước đi đầu tiên thật tuyệt con à, chàng trai đáng yêu của mẹ. Trước niềm hạnh phúc khi thấy con trai biết đi, Nguyệt Ánh đã quyết định khoe ảnh cận mặt quý tử với người hâm mộ. Cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn cùng làn da trắng giống mẹ như đúc khuôn, mái tóc dày đen nhánh. Hôm nay mới cho Nanda lộ nguyên mặt nhé. Nguyệt Ánh trả lời Lương Thế Thành. Haha, hôm qua cảm xúc quá dạt dào. Kylie, biết đi rồi hả, giỏi quá à, hot boy đẹp trai quá đi. Ngay khi vừa đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Thậm chí đến cả Lương Thế Thành cũng ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Ánh cho con trai lộ nguyên mặt. Rất nhiều bình luận của cư dân mạng đều khen quý tử nhà Nguyệt Ánh khấu khỉnh và giống y đúc mẹ. Tuy nhiên Nguyệt Ánh lại cho rằng nếu gặp ông xã cô thì sẽ thấy con trai giống bố nhiều hơn. Được biết quý tử nhà Nguyệt Ánh tên Nanda, hiện đã được 10 tháng tuổi. Trước đó, nữ diễn viên chỉ dám khoe nửa mặt con trai lên trang cá nhân mà thôi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến dân tình phải suýt xoa về độ dễ thương cũng như đáng yêu của thiên thần nhỏ nhà Nguyệt Ánh. Tặng nhà mua nhẫn cho Đàm Thu Trang, nhìn quà cường đô la tặng hội tình cũ không bằng một gốc. Khi còn mặn nồng, đại gia phố núi sẵn sàng chi vài tỷ để mua hàng hiệu xế sang cho những người tình cũ của anh. Mới đây, mỹ nhân xứ lạng Đàm Thu Trang gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh cặp nhẫn kim cương trên trang cá nhân. Ghi kèm bức ảnh, cô viết I said yes. Điều này như ngầm thông báo đám cưới của cô và doanh nhân Cường Đô La sẽ diễn ra vào một ngày không xa. Yêu đại gia phố núi, cuộc đời người đẹp 31 tuổi như bước sang một trang mới. Vốn sống với nghề người mẫu, nay Đàm Thu Trang rút lui về phụ giúp Cường Đô La công việc kinh doanh. Cô ít xuất hiện trong các sự kiện, nhưng tên tuổi ngày càng nóng hổi khi tuyên bố làm lễ ăn hỏi với chồng cũ Hà Hồ. Đàm Thu Trang lần đầu công khai nhận đính hôn với Cường Đô La. Khác cách cư xử với những người tình trước đây, Cường Đô La công khai nắm tay Đàm Thu Trang đi ăn, đi dạo phố vui vẻ nơi đông người. Rất dễ để bắt gặp các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh hôn trán hay nhìn bạn gái say đắm. Không chỉ trao nhận đính hôn, đại gia phố núi còn mua đất xây nhà chuẩn bị đón chân dài Lạng Sơn về dinh. Đây là điều mà trước đây Cường Đô La chưa bao giờ dám làm với những mỹ nhân từng yêu anh, ngay cả Hà Hồ, người phụ nữ sinh cho anh một người con trai cũng vậy. Tháng 1, 2019, cặp đôi đình đám làm lễ ăn hỏi sau 2 năm hẹn hò. Vào dịp lễ tình nhân năm ngoái, Cường Đô La sẽ khởi công xây dựng một ngôi nhà mới được suy đoán sẽ là tổ ấm của họ sau khi kết hôn. Thời gian gần đây, Cường Đô La bị miễn nhiệm chức giám đốc công ty xuống thường dân. Dù người yêu không còn đỉnh cao danh vọng, nhưng mỹ nhân họ Đàm luôn ở bên động viên, cùng anh xây dựng cuộc sống. Có lẽ đó là lý do vì sao cô được vị đại gia đào hoa này trân trọng đến như vậy. Nếu như Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi tận dụng sức nóng truyền thông, trong khi Cường Đô La đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thì mỹ nữ họ Đàm là hoàn toàn khác biệt. Trước đó, Cường Đô La từng có con trai riêng với Hồ Ngọc Hà sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau khi chia tay ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Hạ Vi. Đầu tháng 7, 2017, Hạ Vi xác nhận chia tay Cường Đô La sau ngừng 2 năm hẹn hò. Đối với những mối tình nổi như cùng này, Cường Đô La rất hiếm hoi công khai trên mạng xã hội. Mọi cuộc hẹn hò cũng chỉ là bí mật, không mua nhà cầu hôn bằng những kim cương. Thứ mà người cũ của đại gia phố núi nhận được chỉ là những thứ vật chất xa xỉ ngoài thân. Cường Đô La tặng Hà Hồ bộ sưu tập hàng hiệu nhân dịp 7 năm 8 tháng bên nhau. Cặp đôi cũng lặng lẽ đăng ký kết hôn vì phía mẹ đại gia phố núi phản đối gay gắt. Hà Hồ có lẽ là mối tình lâu nhất của Cường Đô La từ trước tới hiện tại, nhưng chờ hoài vẫn không thấy cưới. Sau tất cả, thứ lớn nhất Hà Hồ nhận được từ người chồng đại gia là bé trai khấu khỉnh. Công chúng chưa kịp biết họ kết hôn thì họ đã chia tay. Đối với Hà Vi, Cường Đô La lại có 2 năm yêu đầy sóng gió. Chồng tương lai của Đàm Thu Trang tặng xế sang 3 tỷ cho Hà Vi, nhưng anh không công khai. Món quà xa xỉ này được Hạ Vi khoe trên trang cá nhân, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Cuộc tình chóng vánh kết thúc vì Hạ Vi liên tục ghen tuông với Hà Hồ. Chỉ đến khi công khai yêu Đàm Thu Trang, người hâm mộ mới thấy Cường Đô La vui vẻ là chính anh. Hàng xóm sát vách,
tiết lộ Kỳ Duyên Minh Triệu sống chung làm chuyện đỏ mặt trong thang máy. Hàng xóm sát vách nhà Kỳ Duyên kể chuyện tường tận về Kỳ Duyên và Minh Triệu luôn. Hai cô nàng này tình tứ quá. Mới đây, một cư dân mạng đăng tải lên một group ở Facebook về chuyện của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Theo như lời kể, người này ở cùng chung cư với Kỳ Duyên. Trước kia, cô nàng ở chung với bố mẹ, nhưng hiện tại đã mua căn khác để ở riêng. Người này còn nghi ngờ Minh Triệu cũng dọn về ở cùng luôn vì rất hay gặp ở đây. Theo như chia sẻ thì Diệp Lâm Anh, Lam Cúc cũng đến chỗ Kỳ Duyên chơi, nhưng không ai thân thiết được như Minh Triệu. Bên cạnh đó còn rất thân với bố mẹ của Kỳ Duyên. Có lần người này gặp Kỳ Duyên và Minh Triệu đứng chờ thang máy còn xà nẹo ôm ấp nhau, có người đến thì mới buông tay. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu liên tiếp bị đồn yêu nhau bởi cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ, thậm chí thả thính nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Minh Triệu thường xuyên đi ăn, du lịch cùng nhau. Dù là đồng giới, nhưng dân mạng lại đặc biệt thích cặp đôi này, còn liên tục đẩy thuyền để sớm công khai yêu nhau. Bài viết được đăng trên một nhóm Facebook chia sẻ về chuyện của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Rất nhiều người ủng hộ chuyện tình này. Hầu như các ý kiến đều cho rằng cả hai rất đẹp đôi. Hình ảnh Minh Triệu được Kỳ Duyên chia sẻ khi ở chung cư. Cả hai cũng thường xuyên đăng ảnh ở thang máy và bị phát hiện ở cùng một chỗ. Kỳ Duyên Minh Triệu thân thiết hầu như lúc nào cũng song hành với nhau. Dù cả hai chưa thừa nhận, nhưng nhìn những hình ảnh tình tứ thì fan của cả hai đều muốn tán thành. Từng vỡ nợ phải đi bán bún kiếm sống, giờ Ân Đại Vệ sống như ông hoàng đại gia ngầm là đây. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Ân Đại Vệ đã sở hữu khối tài sản khủng khiến ai cũng phải suýt xoa ghen tị. Nổi tiếng từ nhóm nhạc Đình Đám một thời ghi MC, Ân Đại Vệ được nhiều người hâm mộ quý mến bởi giọng hát sâu lắng và rất riêng biệt của mình. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Ân Đại Vệ lại bất ngờ có biến cố về kinh tế, khiến anh mất hết tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm, phải ra đường bán bún riêu mưu sinh và mất tích khỏi showbiz. Nói về khoảng thời gian đó, nam ca sĩ tiết lộ đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Sau khi mất hết tài sản, Ân Đại Vệ phải đi thuê nhà sinh sống và phải đi bán bún riêu để mưu sinh. Đây là nguồn sống giúp anh có thu nhập trong giai đoạn khó khăn nhất. Chủ nhân của loạt bản hit như Anh Nhớ Em Nhiều, Vì Một Người, Yêu Một Người phải chăng lầm lỗi đang nhiễm, mồ hôi nhễ nhại chế biến từ bát bún để mang đến cho khách. Sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn, Ân Đại Vệ từ bước quay lại làng giải trí và gặt hái được thành công hơn xưa. Ân Đại Vệ chăm chỉ cày show nhiều hơn để gom tiền mua nhà, không phải chịu cái cảnh nhà thuê. Cuối cùng, sau một thời gian tích góp, nam ca sĩ đã tậu được một căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian bên trong căn hộ cao cấp của Ân Đại Vệ. Các phòng của anh đều có hướng ngắm cảnh đẹp, bên cạnh đó Ân Đại Vệ lấn sân sang kinh doanh khi mở bar của riêng mình. Quán bar của nam ca sĩ làm ăn phát đạt lúc nào cũng trong tình trạng kín khách. Ông bố đơn thân cho biết mình vẫn hoạt động âm nhạc song song với đó là tập trung kinh doanh cho quán bar. Cuộc sống của Ân Đại Vệ hiện tại dư dả hơn rất nhiều. Nam ca sĩ cũng bắt đầu tậu cho mình những món đồ hiệu đắt tiền. Và tất nhiên không thể thiếu phần cho cô con gái nhỏ. Có thời gian nam ca sĩ cũng tranh thủ xách vali lên và đi khám phá những vùng đất mới. Mặc dù không khoe bao giờ, nhưng nhìn những gì mà Ân Đại Vệ kiếm được trong vài năm ngắn ngủi, ai cũng phải suýt xoa ghen tị với độ giàu có của nam ca sĩ. Mỹ nhân Vi Biết tuyên bố chỉ yêu người kiếm được trên 100 triệu mỗi tháng, giờ giàu cỡ nào. Sau loạt phát ngôn tình tiền gây sốc, cuộc sống ca sĩ Phương Trinh Jolie gây nhiều bất ngờ. Phương Trinh Jolie tham gia showbiz từ năm 2011, từng vướng vào tin đồn người thứ ba, ăn diện thiếu vải. Đặc biệt năm 2017, nữ ca sĩ gây sốc với phát ngôn: "Tôi là người mâu thuẫn, tôi không thích sống dựa vào ai, càng không bao giờ mở miệng xin tiền bạn trai. Nhưng tôi muốn người đàn ông của mình phải kiếm được 100 triệu mỗi tháng và đủ tâm lý để giúp đỡ một cách tự nguyện lúc tôi gặp khó khăn về tài chính." Phương Trinh từng đặt ra tiêu chí bạn trai phải kiếm được 100 triệu đồng một tháng. Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng một mình, cô không còn phát ngôn gây sốc, mà chuyên tâm vào sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống. Khán giả bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với Phương Trinh Jolie. Phương Trinh chia sẻ: "Bây giờ tôi có cuộc sống tốt hơn, dù là diễn viên tay ngang, tôi toàn được mời đóng vai chính trong các phim truyền hình, cát xê cao. Tôi đã mua xe, mua nhà được bằng tiền tự làm ra, nếu dư dả tôi sẽ đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc và kinh doanh." Khép lại những lùm xùm trong quá khứ, Phương Trinh Jolie ở hiện tại lạc quan và sang chảnh hơn. Trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng khắp nơi, hàng hiệu phủ đầy nhà. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì tập yoga và bơi lội. Ở tuổi 31, Phương Trinh Jolie dường như có tất cả cuộc sống của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ở hiện tại, Phương Trinh cho biết cô không còn đặt ra tiêu chí nào cho bạn trai hiện tại. Chỉ cần người đó yêu thương và thấu hiểu cô là đủ. Phương Trinh Jolie muốn xây dựng hình ảnh một phụ nữ quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Những động tác yoga điêu luyện do Phương Trinh Jolie thể hiện. Những hình ảnh Phương Trinh nghỉ dưỡng ở vùng biển. Phương Trinh Jolie còn đi du lịch khắp nơi. Nữ ca sĩ khoe tiền may mắn đổi được khi đi du lịch nước ngoài. Ngoài vùng biển, Phương Trinh còn đi châu Âu và châu Úc. Một vài món đồ hiệu Phương Trinh khoe trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi đi cà phê mà diện cả cây hàng trăm triệu đồng. Phương Trinh thích tự lái xe đi dạo phố.